trồn 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 quay 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 trồn 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 quay. Cái kinh khủng luôn, ngửi mùi vô cùng cay rồi, ăn quả là sẽ lười luôn này. Biết cái gì đây không mọi người? Đây là đang thực hiện một gọi là một món kim chi của Hàn Quốc. Này thì kim chi này, lần đầu làm chuyện này bỡ ngỡ, nhưng lần đầu mới yếu đấy, không biết nó ra to trọng gì không, nhưng mà nhìn cũng hấp dẫn cái các men. Rồi wow, không biết ăn có ngon không nhá, mua làm đồng tiền về có chai nước suối vào này. Rồi người thì chưa được uống rồi. Mua trái nước suối về đủ vào đây, suối thì tớ là mẩn mẻn cho hắn mát rột. Nước suối mát rột kìa với các bạn. Ừ. Đó. Thấy có cái hồn thơm nó bầm chất gọi là màu đỏ chưa. Úi chà. Loài ní mà mỗi sống rồi mà uống rượu mang ra mần đìa thì nói thật cả nhà nha, chỉ có là ngón đảo để ngón tuyệt vời luôn đấy, giống như ông nuôi cáo lơ nắn đấy các bạn. Rồi đó, cái hỗn hợp túi mần là gì, là biết bao nhiêu nó công sức này mọi người, nào là cái rụt này, rồi là hành tím, hành củ, hành tỏi, hành tăm, hành tây, đầy đủ cả mọi người ạ. Mà mua cái chi hề, mua một cái quý bột như này, mà hắn bán đã thay mè luôn, hắn bán một cái bột như mà mấy chục nghìn coi mô gín 100.000 một báo như này, gọi là về bỏ hết nữa thôi, bỏ nhiêu ăn cái chít mè đó, cái hắn sống lên nào đấy, máu cháy kịp đấy mà uống thứ tái biển mà chết này. Với là túi lại thì cân cái túi mân đi thêm 90 trời ở vô đây nữa này, vì đó ăn chú hân 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 chú máu lưu thông chú nhanh chứ, trời đi mà lành nữa thì ăn mà nguôi nguôi nữa thì máu hắn lưu thông thôi, chứ mân là gì ăn cho máu hắn lưu thông hắn chạy chú mạnh hắn tìm hắn đập chú sướng này. Đó như tồn xong là bắt đầu chưa rau cho hắn rào nạt nữa là bỏ vô hộp nữa là tùy mái nữa là đem ra hốc thôi, chứ cái này thì nó có chí mà khổ mà. Ba cái đu đạch thì đi mần tỉ thì xong, gọi là cái thời gian hắn mất nhiều lắm, nào là ngâm nấc mỏi này, ngâm cây thảo với nấc mỏi, ngâm thằng bò này, ngâm mất 3-4 tiếng xong rồi, chứ đem ra chứ khô nạt thì bò cái tiền đồng hồ đêm hơn cũng chưa khô, với tóc cực quá tôi cho bò này vô đóng tù lành luôn, 1 tỷ cho ăn rào. Ui có người đi ôm mô đổ nữa, bổ trong tu lanh thì nó hôi lắm rào nào thì mọi người. Ờ nhét tù bổ thì trong chó hân nhanh, chứ nó chứ tôn cả đi chó hân điêu đều rồi này. Nấu cái này thì mất mọi cái này thì nổ khác chí là mất đồ mắn chứ nó khó khăn như không. Ra ngoài lô siêu thị thì mua một hộp thì tỷ à mà 6-7 chục nghìn hộp, mà vì đùa thì chán đua gặp một cái thì hết giá tù thằng bò này, một gặp là 2-3 chục nghìn thôi, đi tao mua với tao mân lá cái khỏi thì mua này đỡ tốn tiền này. Dịch diệt thì cái gì cũng tính cổ ăn đấy, đi nhồi suốt đi ba cái đấng cổ thì răng đôi ăn ngon đó thôi, chứ từ mua về mà mân lạc cái mọi người đấy, chỗ hắn lùm đùm đen đen nào không, trong luôn cái bột nữa là hắn có cả vững đô cả kiểu luôn này, gọi là với ta nếm thêm như gia vị nữa, thang một thích ăn mặn thì cứ chỗ vai tố mỏi nữa, thang muốn ăn nhà thì bò vừa vừa mà mi chỉnh cái bò tì vừa vừa thôi, bò xia đi thôi thì chứ không phải mân thì một mũi đấy mà ăn mà sàng thịt đập mắt đấy cả này, nó đường đi chỗ một khoảng một cái này
ai thích ăn ngọt là đáng thích cứ nếm từng đi mình này. Chẳng phải cái gì cũng biết cái đấy chỉ cả từ đi hỏi ngay đến sáng ngay khác hắn chưa vô đó. Hắn chưa vô sắp mặt đi đấy hắn nói rằng Mỹ rằng ăn cái đấy chỉ mà cái chỉ cũng biết cả. Mang tiền thì ba con. Cái gì ta mới thật cái à. Ngóng là gì tao muốn ăn đấy chứ không phải chưa mỏi nó một thân nguyện thân đẹp chưa mình mân ở đấy thì nó có máy sấy sinh tủ chỉ cả thôi chứ nấu tì cầm làm xong cái thì lấy cái mối đi cha đi cha lại cho thân nguyện đi các bạn rồi thì là bà tao bỏ vô lên bỏ thêm cho vì nó tôn nấu lên thôi nấu như giống như nấu chảo đó gọi là nấu để cho thân gọi là xịt xịt nạt xịt xịt đó. Nó khi nó đói bụng nó thì hút bò lên vai mẹ mà cũng ngon khiếp với mình khi này nếm thử thôi. Cha tổn nấu xong mới đang đói bụng nó mân bò lên vai môi. Ăn đâu kiếm thịt lạc cái khi nào mình bắt nó bỏ vô để mân kim chi. Nhiều khi nói muốn nói cũng nói được. Bụng thì đói, tiên tính cổ mà lại gọi là thích ăn ngon. Ta cười là mất thích ăn ngon nó nhảy vô bịp mà nấu. Chẳng phải thịt ăn ngon thì cũng vô bếp đó đừng ngoài chỉ cho các với thằng khổ tình hẳn chó một mùa rồi mà chết rắp đi theo ông nuôi đi theo tổ tiên luôn chỗ ngon chưa nè đấy rồi cho bà tao đem cài ra đó nó mua một trái nắc lọc với 20.000 bạc này với đủ cái thịt trống thịt lạc cái nó cũng biết mân của ra thì cũng như là tổn đầu tư chi phí gọi là giống như kiểu mà một cái sản phẩm chỉ hắn quan trọng hắn tổ tạt lắm rồi ba con này nè bà tôi đem cài đã tôi bỏ đóng hộp là tôi tổng bò này cả tụi mái lấy ra tôi ăn coi thằng cũng ngon không này quan trọng tù lành khu rõ mới luôn chứ thôi chia đôi ra cho bò đi một cú khăn tổ lắm nó tay cầm mày nó tay một tay nó đi chắc chắc rồi nó cái khổ rồi nó có cái chí nào mỏi đóng cái ní này thì ai muốn mỏi thì vũ mỏi này thì nó nhắm mã chứ không gạt vũ sống thì tô chứa này cứ lợp xí lợp hô được đâu chứ cứ bò bật vai bật vô rồi thì vai đua lấy đua tôi xe chẳng phải ăn ấy lấy mấy cái đua đơn dân tay với cái này hắn lên mét tự nhiên thôi chứ đừng để cho ăn nhịp nhùa chỉ cả này nhịp nhùa đấy thì hắn nói rằng hắn mục mèo đấy mà ăn được đấy mà cứu này đấy là cũng tao mân đấy chứ mục mèo là cái này mân cái chi phải mân cho xe xe mà ăn mẹ còn ngon lên này chẳng phải ăn ấy mân bắt chả bật trừ thành bá rồi mắt rồi thì nè ngầu nghĩ là nghiền luôn đi chứ không phải cái mau hắn lên đẹp rồi ba con mà cái nghĩ là chỉ có cái bột nữa thôi đinh khi này đinh bò tì nó sụt cà chúa nó mà thối khỏi bộ là mà tốn mà là cái chỉ mà đôi ăn không nhiều họ là mọi mất một đúng rồi đấy là gì nè tương nghĩ chứ mất xong cái thì đem ra siêu thị bán tương nghĩ cho được mấy xỉn nữa đi vừa qua mua một cái về mà đủ đá này cái đòi được đòi đi có 70.000 về tủ này ăn xong thì cái gọi nóng cái rốt khiếp rồi đấy với cái dương mân là gì đấy thì đầy lai này đầy lai bò bình quay chứ đừng có nhẹ để trong tu lanh nữa nè nhẹ để trong tu lanh đấy thì hấn lên mén luôn nè nè tu chứa nè bò ngoay nữa nè bò ngoay nữa thẳng máy tủi máy dây lại có anh ngón lên thì không mắng ngón lên chính là chỗ bá đạp được cái mắt đó nè thôi chứ cả tí đó để thả mà tụi mãi lại ăn đấy quay tiếp nè rửa là món kim chi mỏi một ngày bữa quá cũng được sống ấy nè chứ đem ra thử cái nè ôi cái mùi nó thơm ghê gớm mà luôn ôi cũng chưa chín lắm mà các bạn nè nhưng mà cũng nó rắn cả ta thử mẹ coi một mời mọi người nhá.
thân giòn mà ngon lắm. Ui, nó cay cực kỳ luôn. Đấy. Mỏi mà ăn này, chẳng phải cứ một cái là cái chay ráng mà siêu thị mua nè. Mua ra thì tiền có mà gửi về ra thì cha mẹ ở nhà gọi sáng nói tiền mất xong cái cất là mua hết nó hay là ăn hết chứ có mua nữa. Nghe hết rụp rụp thường nghe cái tải ấy chứ nè. Ai ăn thôi thì muốn ăn tôi hít lạc cái khỏi gọi là ăn tôi hít đến bữa sau lại chỉ ăn thôi thì ta thưởng thức vài miếng người ta bỏ tủ lạnh ta ăn ra đi chứ à, thì là được lắm đấy hỡi chứ không cần phải bỏ ngoài nhiều đâu mà bỏ ngoài nhiều lắm hắn lý mẹ nó chúa lo chúa luyện thì ăn được cái mà hẹp này cái nếu là ai mà thích ăn chua thì bỏ khoảng nghỉ vài ngày mà ai thích ăn chua thì bỏ khoảng một ngày thôi xong rồi nhét vô tủ lạnh lại để cho nó khỏi lý mẹ nữa cho bỏ ngoài đi đấy hắn máu lên men lắm chứ hắn rồi thì hắn cho chua đom chua lẹt rồi thì ăn được cái khi nào cứ nói ôi có cái video của cái thầy cái lao đi lao mà thì lao bỏ ngoài mà ăn chua chiều chỉ cả cho mình về mà theo hắn chúa là đem đi chửi túi là tôi nạt rồi đó nha hoặc là ngóng ngón lắm ngóng ngón nghiền đi chưa. Thế nói chúng là ai mà kim chỉ đấy hẳn có tí nạc cả đi đấy nè đấy quái chu chưa nè hẳn có tí nạc rồi nè có là cam chỉ cả một nạc từ trong nó cột nạc thịt mà ra đó à, quý nạc kim chỉ ra đâu cái nạc cái thường thường đi để người ta nấu cánh kim chỉ hay là mất cái chỉ đó các bạc á chắc phải đem đồ mà phí của làng phí nè à, này. Thôi thì video đến đây kết thúc đấy cảm ơn mọi người đã xem video này ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ túi với nè thế thì tôi mân cái nhiều cái video khác nữa nè nha thì bây giờ chào nha chào mọi người nha mọi người có cái gì thì cứ comment đi vô dưới phần bình luận này chú túi để tôi biết tôi khắc phục để mân những cái video sau tôi đem à thì bây giờ chào nha.